Chi đoàn khối Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Nguyên vào sáng nay đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thị xã tổ chức ra quân thực hiện chương trình tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Bình Dương Số. Đoàn viên chi đoàn khối Ủy ban thị xã đã giới thiệu đến người dân những dịch vụ tiện ích của ứng dụng Bình Dương Số, tận tình hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng trên thiết bị thông minh, giải đáp thắc mắc của người dân về các chức năng của ứng dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, chi đoàn phát động 100% đoàn viên cài đặt ứng dụng Bình Dương Số cho bản thân và cho người thân. Buổi ra quân tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Bình Dương Số thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên chi đoàn khối Ủy ban thị xã, phát huy sức trẻ trong công cuộc chuyển đổi số và cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.